Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Quý khách muốn xem thêm sản phẩm, quý khách hãy tìm kiếm kênh Đồ gỗ Hiền Lành ở trên YouTube. Thì quý khách hãy nhấn vào cái nút đăng ký màu đỏ để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh và sau khi quý khách đăng ký, quý khách hãy mở nút chuông thông báo để nhận các cái thông báo mới nhất từ kênh YouTube. Vâng, bây giờ đang là buổi sáng của ngày 30 tháng 1 năm 2021. Cơ sở đồ gỗ đồ thầy Lanh đang có mặt tại Thụy Diên, Thái Thụy, Thái Bình để bàn giao một số sản phẩm đồ gỗ phòng khách cho gia đình nhà chị Son. Chị sinh sống tại Bắc Ninh và chỉ có cái dịp cuối tuần thì chị mới về quê nhà để hưởng thụ các cái không gian đồ gỗ phòng khách đẹp cũng như là chiếc TV trên 100 inch để thỏa mãn cái sự đam mê về công nghệ. Chị Soan thì hiện tại đang sinh sống tại Bắc Ninh và chị sống tại thủ phủ đồ gỗ của Đồng Kỵ, nhưng mà chị bỏ rất nhiều thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu các cái sản phẩm đồ gỗ phòng khách đẹp tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên tỉnh Nam Định. Gia đình chị đã tìm về tới cơ sở đồ gỗ đồ thời hiền đại nằm tại làng nghề La Xuyên và chị đặt hàng online trước đây đó là một chiếc kệ tivi kê được tivi 100 inch và hôm nay chúng tôi tiếp tục bàn giao cho gia đình chị một chiếc đồng hồ tháp hay còn gọi là đồng hồ 8 cột bên trên là trương lá tây được làm toàn bộ từ chất liệu gỗ hương đá và chiếc kệ tivi trước đây đó là làm từ chất liệu gỗ gụ lào được đục kênh bong thì cuối video clip này tôi sẽ ghim thêm cái video để cho quý vị tiện theo dõi hơn. Chiếc đồng hồ này trong video trước tôi đã giới thiệu đó là chiều cao dài 2m37, chuẩn thước phong thủy và chạy toàn bộ bằng máy cỡ, máy điện tử của Hàn Quốc. Có các cái thanh lắc ở phía dưới, trông rất là đẹp và bắt mắt khi kê vào cái phòng khách sang trọng và có cái không gian rộng như thế này. Quý khách có nhu cầu thì cơ sở đồ gỗ online có cung cấp các cái phụ kiện về cái máy điện tử của Hàn Quốc để lắp cho các cái đồng hồ gỗ và chúng tôi cũng hướng dẫn rất là nhiệt tình quý khách mới chơi về đồng hồ gỗ có thể chỉnh được chuông chỉnh được giờ Chỉ trong video clip sau tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn trong video này tôi chủ yếu giới thiệu đó là các cái sản phẩm mà cơ sở đã bàn giao tới tay các gia đình khách hàng chơi trong dịp Tết Tân Sửu 2021 chúng ta cùng ngắm lại cái không gian phòng khách của gia đình nhà chị Son rất là rộng TV 100 inch và đồng hồ là cao 2m37 chiếc kệ tivi cao 2m31 toàn bộ được thiết kế rất là đặc biệt đây có thể nói là một nữ đại gia rất am hiểu và chịu chơi sắm rất nhiều đồ và hôm nay tôi còn mang cho chị đó là một chiếc đôn cảnh để chiếc lục bình khám vàng, lục bình thì chị mua tại làng nghề gốm xứ bát tràng. Còn chiếc đôn cảnh cũng được do cơ sở đồ gỗ đồ thời Lanh thi công. Trong video trước tôi đã giới thiệu khi còn để ở nhà và trong video này chúng tôi đã bàn giao tại Thái Bình. Quả thật không sai đúng là Thái Bình nó là đất ăn chơi quý khách có nhu cầu về các cái sản phẩm đồ gỗ phòng khách liên hệ trực tiếp qua hotline 0986 88 hoặc 0985 226684 chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể quý khách nhớ đăng ký kênh đồ gỗ đồ thời hiện để cập nhật được các cái video mới nhất và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo xin cảm ơn